là một trong những nội dung quan trọng của huấn luyện kỹ chiến thuật để nâng cao khả năng cơ động lực lượng xe tăng. Mới đây, Quân đoàn 3 tổ chức tập huấn nội dung lái xe tăng, lội nước. Huấn luyện lái xe lội nước đã giúp bộ đội nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm cự ly, đội hình chiến đấu và kỹ năng thực hành xử trí các tình huống phức tạp. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ngay sau hiệu lệnh của người chỉ huy, các kíp xe tăng thiết giáp của sư đoàn 320 quân đoàn 3 nhanh chóng cơ động vào vị trí. Bài lái bơi tổng hợp được các kíp xe thực hiện thuần thục, cơ động nhanh, chính xác, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy trong xử lý các tình huống sát thực tế. Nhanh, gọn, đúng kỹ thuật động tác và đảm bảo an toàn là hành động của bộ đội quân đoàn 3 trong bài huấn luyện lái bơi cho lực lượng xe tăng thiết giáp lần này. Bản thân nhận thức vai trò sâu sắc và đã làm tốt công tác chuẩn bị từ tinh thần và công tác chuẩn bị xe đảm bảo tốt nhất trong quá trình thực hành lái, làm sao là người và phương tiện bảo đảm an toàn. Chúng tôi cần làm tốt cái công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị tình trạng kỹ thuật xe pháo, sau đó là chuẩn bị cái thiết bị bãi lái tổng hợp theo đúng điều kiện. Sau khi đó xong thì tiến hành giao nhiệm vụ chặt chẽ cho các bộ phận, tổ chức huấn luyện lý thuyết và hợp luyện trên cạn, sau đó mới tổ chức thực hành cho bộ đội huấn luyện thực hành ở trên sông. Từng kíp xe tăng lần lượt thực hành điều khiển xe theo tình huống lái lội trên sông, vượt qua vật cản là các hàng cờ rích rác. Với hỏa lực mạnh, khả năng cơ động nhanh đã giúp xe nhanh chóng vượt qua mọi địa hình, từ trên cạn đến dưới nước, phát huy tốt vai trò là lực lượng đột kích. Tiến hành bồi dưỡng, tiến hành thông qua và thực luyện thử, có thể nói là làm rất nhiều lần. Và đặc biệt là kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe tăng, xe thiết giáp, phải tiến hành ngâm nước rất kỹ. Công tác động viên giáo dục tư tưởng để anh em yên tâm với cái kiến thức mình đã học. Quá trình vượt sông, các kíp lái phải duy trì tốc độ bơi đúng quy định, bảo đảm tốc độ, duy trì khoảng cách giữa các xe theo quy định, giữ vững đội hình. Được thực hành với những tình huống cơ động sát thực tế và yêu cầu cao của quân đoàn 3 đưa ra, các kíp xe tăng đã đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm cho quá trình huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu sắp tới.